Chỉ mẹ có con biến ăn mới hiểu. Tiêu hóa kém khiến bé lười ăn, thấp còi, dễ ốm vặt, tạo thành một vòng luẩn quẩn. Muốn phá vỡ phải giải quyết vấn đề tiêu hóa kém. Pedia Kenzi mới với các dưỡng chất chuyên biệt, chất sơ gos từ Nhật cùng hàng tỷ lợi khuẩn giúp bé tiêu hóa khỏe, đề kháng mạnh mẽ. Canxi Nhật và K2 giúp bé cao lớn tăng cân sau 3 tháng. Này, không gì ngăn con phát triển. Pedia Kenzi, tiêu hóa khỏe, bé cao lớn tăng cân sau 3 tháng.